Ê, chế hòa khí đang bị chảy xăng, chế đang bị chảy xăng nhá. Mặc dù chế đã đóng một lần rồi, mình sẽ sử dụng cái kim này. Đây là cái kim chống chảy xăng, cái đầu của nó bằng inox nhá. Đó, cả thân kim nó bằng inox. Đặc biệt là trên cái kim này, người ta không làm cái lò xo mà người ta sẽ làm đặc luôn, cho nên mình sẽ tu được. Mình sẽ xử lý bằng cách như này, thả cái kim vào cái cối này nhá, thả kim vào cối này, đó. Sau đó có thể dùng một cái gì đó nặng vừa phải mình tua ở đây, hoặc ở đây mình tua như thế này. Đây mình sẽ tua như thế này, 1 này, 2 này, 3 này, thế là xong. Hoặc là ví dụ mình tua không chuẩn, mình để đây và lấy cái cán, lấy cái kìm mình tua 1, 2, 3 đó. Như vậy là cái kim này này, cái đầu này này, nó sẽ xoáy xuống cái cối này này, nó tạo thành vết, và kim với cối sẽ tạo thành vết mòn, lúc đó là nó sẽ khín khít, không cần phải đóng cối, không cần phải xử lý chế, không cần mua bộ phục hồi chế nữa, rất phức tạp, chỉ cần mua cái kim inox này thôi. Đặc biệt là trên cái đầu kim này nó thiết kế là đặc, bình thường kim bình thường là có lò xo, nhưng mà kim này thiết kế đặc, cho nên mình tu thoải mái, không bị sợ, không sợ bị hỏng kim. Đó, sau khi tu này, 1, 2, 3, 3 cái tu, sau đó là lắp vào luôn. Đã xong. Lắp vào luôn này. Đó, hai cái xì nhau nhá, bỏ kim cao su đi. Kim cao su là có thêm cái lò xo, có thêm cái lò xo. Còn kim lốc thì nó là cái đầu nó đặc, cho nên mình tu thoải mái, tu thoải mái luôn. Đây mình lắp ví dụ thôi, còn anh em lắp thật thì lắp rửa sấy sạch sẽ đi. Đó, làm sao mặt phẳng của phao nó bằng hoặc là nó hơi vếch lên một tí là được nhá, đừng để nó gục. Nếu mình tu quá nó gục xuống là không được đâu, tu vừa phải thôi. Đây là kim chuyên xử lý chế.